Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay, thứ tư, ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Trong chương trình thời sự trưa nay có những nội dung chính như sau. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ hai. Quảng Bình khai trương tour du lịch tiếp lai khám phá hang động. Cảnh báo cháy rừng do tình trạng đốt nương làm rẫy. Quảng Bình được mùa lúa hè thu. Sáng nay tại thành phố Đồng Hới đã diễn ra đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ hai. Từ đại hội về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Lương Ngọc Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Về phía Ủy ban Dân tộc có đồng chí Nguyễn Thị Tư, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số. Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đại hội nhấn mạnh đến những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Bình từ sau đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ nhất đến nay. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chương trình chính sách phát triển kinh tế xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số như chương trình 135, 134, chính sách di dân, định cư định cư, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng các xã biên giới, nghị quyết 30A và các chương trình chính sách khác, góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật được tăng cường, nên sản xuất ở vùng đồng bào dân tộc có bước phát triển hơn trước, nhất là sản xuất nông lâm nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay có hơn 700 hộ đồng bào dân tộc thiểu số làm ăn khá, trong đó có gần 200 hộ có thu nhập trên 70 triệu đồng một năm. Song song với việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và nâng cao mức sống cho đồng bào, trên các lĩnh vực văn hóa xã hội cũng được quan tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực. Giáo dục đào tạo có nhiều chuyển biến quan trọng, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm, phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa tạo được những chuyển biến tích cực trong đồng bào cả dân tộc thiểu số. Để tiếp tục đưa vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, công tác dân tộc giai đoạn 2014-2019 xác định phải tiếp tục ưu tiên các nguồn lực để phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, cần tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái, quan tâm bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số, thực hiện có hiệu quả cải chính sách an sinh xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào, giữ vững và phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc. Sáng nay ngày 10 tháng 9, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng Trung ương về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Thực hiện phương châm chỉ đạo đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm của Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, thời gian qua, Quảng Bình đã phát động cả phong trào thi đua, cuộc vận động mạnh mẽ và rộng khắp, được cán bộ đảng viên, cả tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Trong đó đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm với chủ đề Quảng Bình đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình do Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh phát động. Đội ngũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nâng cao nhận thức về ý nghĩa, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, quá trình hình thành và phát triển địa danh Quảng Bình. Từ đó đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhân tố mới, cách làm hay. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương tích cực thực hiện phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Nhằm đa dạng thêm các sản phẩm du lịch, phá vỡ tính chất mùa vụ trong hoạt động du lịch để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của du khách trong và ngoài nước khi đến với Phong Nha Kẻ Bàng nói riêng và Quảng Bình nói chung. Vừa qua, Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng đã đầu tư gần 7 tỷ đồng và đưa vào sử dụng loại hình dịch vụ du lịch mới, đu dây trên không zip line tại tuyến du lịch sông Chày Hang Tối của di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Chiều hôm qua ngày 9 tháng 9, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự lễ và cắt băng khánh thành tour du lịch hấp dẫn này. Theo đó, kể từ nay, khi đến với tuyến du lịch sông Chày Hang Tối, du khách đam mê khám phá mạo hiểm sẽ được đu dây trên không 400m để vào hang tối. Sau khi hoàn thành hành trình khám phá hang tối, du khách sẽ được tham gia cả trò chơi đu dây zip line và cả trò chơi tắm sông Chày. Đây là dịch vụ du lịch mới đánh dấu bước đột phá trong việc đa dạng hóa các loại hình du lịch nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế khi đến với di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng nói riêng và Quảng Bình nói chung. Đây cũng chính là bước khởi đầu cho sự phát triển của các mô hình du lịch tầm cỡ trong tương lai của Quảng Bình. Nhờ vậy, từ đầu năm 2014 đến nay, Quảng Bình đã đón gần 2,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 138% so với cùng kỳ.
trong đó khách quốc tế đạt gần 40.000 lượt người, tăng 37,2%. Doanh thu khách sạn nhà hàng du lịch ước đạt gần 1.000 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ. Phát biểu tại lễ khai trương tour du lịch Zip Line khám phá sông Chảy hàng tối, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đạt được trong thời gian qua, trong việc mở thêm các tour tuyến du lịch mới, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách du lịch. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý, khi đưa tuyến du lịch mới này vào khai thác, Trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng cần đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo an toàn cho du khách, đồng thời làm tốt công tác bảo vệ môi trường sinh thái cho di sản. Bước vào năm học mới 2014-2015, Công an thành phố Đồng Hới đã phối hợp với các trường học trên địa bàn mở lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên. Thông qua các giờ trao cơ đầu tuần và tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên của các trường, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông của cả nước, tỉnh và thành phố từ đầu năm đến nay, triển khai một số chuyên đề của luật giao thông đường bộ như cả quy tắc giao thông đường bộ, các hành vi bị nghiêm cấm trong luật giao thông đường bộ, trong đó nhấn mạnh những lỗi vi phạm mà học sinh sinh viên thường gặp như không có giấy phép lái xe, chạy quá tốc độ quy định và sử dụng rượu bia, quá nồng độ cho phép khi tham gia giao thông, điều khiển xe đạp điện, xe máy không đội mũ bảo hiểm. Các lớp tuyên truyền đã giúp học sinh sinh viên nâng cao nhận thức về hiểm họa tai nạn giao thông, từ đó hình thành ý thức trách nhiệm đối với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông. Hôm nay 10 tháng 9, Hội Luật gia Quảng Bình phối hợp với Hội Luật gia huyện Lệ Thủy tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014. Tham dự hội nghị có cán bộ tư pháp ở các xã thị trấn và đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh đã giới thiệu một số văn bản về luật bảo vệ môi trường, luật tài nguyên nước và luật biển Việt Nam. Đây là hoạt động của Hội Luật gia Quảng Bình và huyện Lệ Thủy nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật trong bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ quyền biển đảo cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đảng quan tâm khác. Cảnh báo cháy rừng và tình trạng đốt nương làm rẫy. Quảng Ninh được mùa lúa hè thu. Hiện nay, trong lúc tình hình thời tiết đang còn nhiều diễn biến phức tạp, ở nhiều địa phương miền núi của Quảng Bình, tình trạng người dân phá nương, đổ rẫy khá phổ biến, nên nguy cơ xảy ra cháy rừng trên diện rộng là rất cao. Đây là những hình ảnh mà phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình ghi lại được vào lúc 13 giờ ngày 9 tháng 9 năm 2014 tại địa bàn xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa. Một khu rừng có diện tích khoảng vài hecta bị chặt hạ và lợi dụng tình hình thời tiết nắng nóng, người dân địa phương đã đổ rẫy mà không có sự kiểm soát. Ngọn lửa theo chiều gió thổi mạnh đã cháy lan vào cả khu vực rừng rất xanh tốt. Để hạn chế tình trạng này, thiết nghĩ chính quyền địa phương xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa và hạt kiểm lâm địa phương cần có sự kiểm tra, ngăn chặn tình trạng phá đổ rừng làm nương rẫy trái phép để góp phần bảo vệ rừng. Hiện nay, một số địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Quảng Trị, địa phương giáp ranh với tỉnh Quảng Bình đã phát hiện một số đàn gia cầm dương tính với virus AH5N6. Trước tình hình này, Chi cục Thú y tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn không cho cúm gia cầm phát sinh và lây lan trên địa bàn tỉnh. Tính riêng trong tháng 8 năm 2014, 200 kiểm dịch động vật ở phía Bắc và Nam Quảng Bình đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát 750 xe chở động vật, các sản phẩm động vật lưu thông qua địa bàn tỉnh. Trạm đã thực hiện đầy đủ cả quy trình về kiểm tra hồ sơ thủ tục hành chính, đảm bảo động vật, sản phẩm động vật có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đã được cơ quan thú y kiểm dịch, đồng thời thực hiện phun thuốc vệ sinh tiêu độc khử trùng theo quy định. Ngoài ra, để tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm có hiệu quả, Chi cục Thú y đã triển khai thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2014, từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9. Phân bổ đầy đủ 96.400 liều vaccine lở mồm long móng, trên 648.000 liều vaccine cúm gia cầm, 173.000 liều vaccine dịch tả lợn và 122.000 liều vaccine thu huyết trùng về cho các địa phương nhằm thực hiện đúng tiến độ kế hoạch tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc gia cầm đợt 2 năm 2014. Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã thu hút đông đảo hội viên Hội Nông dân Quảng Bình đăng ký tham gia thực hiện. Quảng Bình hiện có 80.000 hộ nông dân đăng ký Hội Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở 4 cấp, trong đó cấp trung ương là 330 hộ, cấp tỉnh 2.400 hộ, cấp huyện thành phố hơn 8.800 hộ và cấp cơ sở hơn 44.000 hộ.
Để phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đạt kết quả cao, Hội Nông dân Quảng Bình đã tích cực vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa những giống cây vật nuôi có năng suất chất lượng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo động lực thúc đẩy các hộ nông dân, nhất là nông dân nghèo, nông dân tại vùng khó khăn vươn lên xóa nghèo và làm giàu chính đáng. Năm nay, nông dân huyện Quảng Ninh được mua lúa vụ hè thu với phương châm xanh nhà hơn ra đồng. Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân huyện Quảng Ninh đang tập trung xuống đồng thu hoạch lúa hè thu để tránh thiệt hại do mưa lũ. Vụ hè thu năm nay, trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi, công tác phòng trừ sâu bệnh và chuột hại lúa đã được chỉ đạo quyết liệt. Hồ rào đã cung cấp đủ nước tưới tiêu cho sản xuất nên diện tích trái cây của huyện Quảng Ninh đạt trên 2.800 ha, vượt kế hoạch đề ra. Trong vụ hè thu này, Quảng Ninh tập trung đưa các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn và cực ngắn như P6, P6 đột biến, các giống lúa chất lượng cao, phù hợp với từng chân đất như hạt tiếp 1, lúa lai, tăng tỷ lệ sử dụng giống xác nhận trên 85% nhằm đảm bảo ổn định năng suất và thời gian thu hoạch. Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa giống mới và chất lượng vào sản xuất. Như vậy thì cái năng suất nó cũng rất là cao. Đặc biệt có một số tác xã, một số thôn, nhất là Trúc Linh ở cái vùng Đông Hàm Linh. Nhờ có nguồn nước của đầu đá cho nên cái năng suất của vụ hè thu nó cao nhất từ trước đến nay, đạt 60 tạ trên ha. Đặc biệt là tác giả đã mạnh dạn đưa giống mới vào sản xuất cái giống CXT30, như vậy năng suất bình quân 60 tạ trên ha, và hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hòa Thiệp một số diện tích cũng đạt 60 tạ trên ha. Năng suất bình quân của toàn xã đối với cái diện tích gieo cấy của vụ hè thu năm nay thì như vậy đạt 50 tạ trên ha bình quân của cả xã. Để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra, vụ hè thu năm nay, các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã huy động nhiều máy gặt đập liên hoàn để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Vụ hè thu của hợp tác xã của huyện thì nhìn chung là hợp tác xã bám sát lịch gieo cấy của huyện và tuân thủ tất cả mọi cái chỉ đạo của ủy ban xã thì thực hiện. Thì một vụ vừa rồi, vụ hè thu năm nay là nhìn chung là so người đánh giá là được mua từ trước đến nay vụ hè thu, cho nên tinh thần bà con rất phấn khởi. So với mọi năm, vụ hè thu năm nay ở Quảng Ninh được đánh giá là được mùa nhất trong nhiều năm trở lại đây, với năng suất bình quân đạt hơn 53 tạ một hecta, tổng sản lượng đạt gần 14.800 tấn. So với vụ hè thu năm ngoái, năng suất thu hoạch bình quân tăng hơn 11 tạ một hecta, tổng sản lượng tăng hơn 3.700 tấn. Đặc biệt các giống lúa mới đưa vào sản xuất như CXT30, SV47, SV48, SVN1 cho năng suất từ 60 đến 65 tạ một hecta. Kết quả này đã tạo động lực để bà con nông dân có thêm niềm tin, phấn đấu tăng diện tích sản xuất trong những năm tiếp theo, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Hè thu này là nông dân tôi rất phấn khởi, là được mua, tuy có gió nam bão nhưng là không thất phát gì hết. Đến nay toàn huyện Quảng Ninh đã thu hoạch xong 80% diện tích, với chủ trương lúa chỉ đến đâu thu hoạch nhanh đến đó. Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành thu hoạch lúa hè thu trước ngày 15 tháng 9 năm 2014. Dự báo thời tiết Quảng Ninh đưa vào chiều nay ngày 10 tháng 9, khu vực miền núi mới thay đổi, trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ 24 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mới thay đổi, trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 34 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, trời nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ 26 đến 33 độ. Vùng biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m.